Theo số liệu thống kê của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2002 đến năm 2012, số tiền trợ giá cho xe buýt đã lên đến 6.800 tỷ đồng, trong khi xe buýt đến nay mới chỉ đáp ứng được 10,6% nhu cầu đi lại của người dân thành phố. Trong khi đó, số tiền trợ giá cho xe buýt mỗi năm một tăng. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố có khoảng 3.000 xe buýt đang hoạt động trên 600 tuyến. Vì thế, nếu quảng cáo trên thân xe buýt sớm được triển khai, nguồn tiền thu về sẽ không nhỏ. Trước đó, năm 2012, Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định không cho quảng cáo trên các phương tiện giao thông công cộng. Nhiều ý kiến cho rằng quy định này đã gây thiệt thòi cho các doanh nghiệp, đồng thời gây thất thu cho ngân sách. Để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách, vấn đề quảng cáo trên xe buýt đã được nhiều lần kiến nghị, tuy nhiên thành phố không chấp thuận vì cho rằng việc này gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Hiện nay tại nhiều tỉnh thành khác như Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, hoạt động quảng cáo trên xe buýt đã mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách.